tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đánh giá về thời tiết một tháng gần đây và dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong một tháng tới, tức từ nay đến ngày 10 tháng 5. Xu thế nhiệt độ. Một tháng gần đây, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ C. Các khu vực còn lại, nhiệt độ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Một tháng tới, trên cả nước, nền nhiệt trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, nhiệt độ có nơi cao hơn từ 2 đến 3 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Xu thế lượng mưa. Một tháng gần đây, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ngày 19 tháng 3 có mưa vừa, có nơi mưa to. Một tháng tới, đây là thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Trên cả nước, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến thấp hơn từ 20 đến 40 mm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa thấp hơn từ 40 đến 80 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu. Không khí lạnh. Một tháng gần đây, xuất hiện một đợt không khí lạnh vào ngày 19 tháng 3, cường độ trung bình. Một tháng tới, không khí lạnh vẫn còn tác động đến thời tiết nước ta, hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Nắng nóng. Một tháng gần đây, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Từ ngày 5 tháng 4, nắng nóng suy giảm chỉ còn xuất hiện cục bộ. Khu vực Tây Nguyên, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 4 xuất hiện một đợt nắng nóng sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực miền Đông Nam Bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong các đợt nắng nóng kể trên, một số trạm đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất vượt giá trị lịch sử. Một tháng tới, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần lên. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khô hạn còn kéo dài, gây ra tình trạng thiếu nước, nguy cơ cháy nổ rất cao. Bão và áp thấp nhiệt đới. Một tháng gần đây, không xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Một tháng tới, ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.